chiều 6 giờ chiều cơn gió thổi qua là ê hết người, em bị ê răng rồi ăn. Lúc trước em còn ăn những cái đồ cứng được, bây giờ em ăn không được, nó cảm giác đau lắm, rồi em bị đau lưng. Là do cái mũi tim. Vậy là chị với em phải đi tìm, phải đi tìm những cái bà mẹ khác để mình tìm hiểu là tại sao mà bị như vậy. Bé đầu á em bị tự kỷ á, bị stress á. Trầm cảm hay tự kỷ? Tự, giống như tự kỷ vậy đó, là em không muốn ai đụng con mình hết á. Em tự thắt khe hết, chỉ có vậy là trầm cảm. Ôi trầm cảm mà. Ôi đang đó không, có thể là giống như trầm cảm mà từ cái trầm cảm mà giống như mình chỉ muốn cô mình lại. Dạ, đúng rồi, trong cô cái nhiều loại trầm cảm lắm chị. Đúng rồi, chỉ có muốn giữ con mình thôi, không muốn cho đụng ngay cả bà nội luôn, em không có cho đụng tới luôn. Mà sao em biết là mình đang bị biểu hiện đó? Tại vì bình thường em là người rất là năng động, giống như em thích giao lưu nói chuyện gì đó, mà em từ lúc có bầu á, có bầu cũng vậy, em không nói chuyện tiếp xúc với ai, chỉ ngoài chồng em ra thôi. Ngay cả nên mẹ chồng mới sợ, mới nói trời không biết là con có bị cái gì không mà sao. Hay là mẹ có làm cái gì để cho con rồi, phải như vậy. Mà cái mặt em lúc nào cũng ủ rũ gì đó, không có nói chuyện với ai hết trơn á chị. Sao em không đi khám bác sĩ? Thời gian đó em không có biết chị, không có biết biểu hiện đó là của em là bị bệnh. Sau này khi mà bé được 1 tuổi em về Việt Nam em quay lại thì em mới ngồi ngẩn ra thật ra là mình bị bệnh rồi. Em đọc trên mạng em thấy mới phát hiện là mình bị bệnh. Vậy là bây giờ chị mới thấy được những cái dấu hiệu của các bà mẹ sau khi sanh nhau. Và cái chung cái khác á là cái level thôi. Dạ. Mỗi người một cái độ khác nhau, nhưng mà chung với nhau á đều là một cái sự trầm cảm nặng. Lúc nào cũng buồn. Dạ. Cái buồn nó rất là nhiều mà cái vui cũng không có, như là bất chợt có. Dạ đúng rồi. Tự nhiên em đang nằm vậy đó, em nhìn ra cửa sổ cũng khóc. Trời ơi, gì đó. Nhìn ra cửa sổ buồn hết vậy chị. Yeah, không, tại vì ở đây nhiều cửa sổ lắm em. cái vấn đề không phải nhà. Đúng rồi, cái view nó nhìn ra nó buồn. Rồi. Đặc biệt nha. Cái này chị cũng phải tám luôn mới được. Tại vì á view ở đây á hầu như nhà nào cũng là cửa sổ, quanh nè. Cửa sổ rất là to quanh, nữa. Bao quanh. Cho nên ở Việt Nam thì mọi người cũng thấy rồi. Nhà người nào cũng khích khích vậy nè. Nó khích khích thì lại bên này buổi tối nó im lặng á. Nhìn ra trời ơi, tự nhiên cái cần như là mùa đông hả? Rồi chứ còn gió đung đưa một cái thôi là em khóc, mà em đang khóc nha, đang bực mình đang khóc, nhìn qua chồng đang gáy khò khò. Dỗ chồng tức tức mình khóc hơn đó chị, mà lúc đó là nhiều lúc mình nghĩ thôi tức vậy để chồng ngủ đi mai cũng có sức đi làm. Mà nhiều lúc em kìm lại, chắc em nghĩ cho cái kìm mà mình tức mình giận mình không nói ra, mình dạ. Kìm lên rút làm cho mình có áp lực nặng hơn. Nhưng mà sau đó em có phải có cái phương cái biện pháp nào ra cái điều đó ra được? Chắc em đi làm, em dâu của em qua chơi mới nói thôi chị ơi chị đi làm đi, ở nhà chị buồn lắm. Thế đó em đi làm thì lúc đó em tiếp xúc và em nói chuyện đó thì lúc đó em đỡ hơn. Xin chào chị Kim Hiền, chào Trâm. Mình xin giới thiệu, mình tên là Trà My, hiện sống ở San Diego và mình có 2 bé. Bé thứ nhất tên là Emilia, gọi ở nhà là Mia. Bé được 4 tuổi rưỡi. Còn bé thứ hai là Stella, mình thường gọi là Moon, 11 tháng tuổi. Yeah. Và công việc của mình là làm nail và có buôn bán nhỏ nhỏ tí tí trên online, trên mạng, đồ ăn vặt hay là những cái thứ linh tinh. Mà công việc thứ hai là công việc nói là gì? Bán hàng ôi, bán thời gian hả? Mà cái đó là phải dành cả thời gian để mà tập trung như cái đó. Giống như là người ta nói là có con rồi thì không có thời gian cho mình. Đúng thật rồi. Là em có rất là nhiều thời gian cho bản thân em. Rồi khi mà có 2 đứa nhỏ vậy á, thì cái cuộc sống của em nó có thay đổi không? Dạ có, thì lúc trước thì 2 vợ chồng hay cứ tung tăng đi leo núi rồi đi chơi, rồi có nghĩa là muốn ngủ lúc nào ngủ, muốn làm gì làm, có khi đi chơi tới 1-2 giờ khuya mới về. Còn có con rồi thì đi chơi tầm 10 giờ 11 giờ, trễ nhất là 12 giờ về. Tại sao? Chở con đi luôn à. Trời ơi. Ủa? Đi đâu em cũng dắt con đi là hết. Chứ không có em bé thức dạ, khuya luôn. Em không có thích để con ở nhà. Nhưng mà đi vậy thì cái chuyện ăn uống với lại ngủ nghỉ của em bé, bé dễ lắm, 2 bé nhà em dễ lắm. Là ngủ trên xe luôn. Ngủ trên xe luôn, ăn nếu vậy trên thì xe tiện quá luôn. Rồi trời ơi, vậy là chị phải hỏi về cái vấn đề là cái lúc mà mang thai. Dạ. Tại vì khi mà người phụ nữ mang thai á thì nó rất là ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Đúng rồi. Vậy thì có cái bí quyết gì để cho các con dễ được vậy? Con dễ vậy được không? Em không biết nữa, nhưng mà em mang thai khó, cái là em kén. Đứa đầu tiên em nghén từ lúc mang thai cho đến lúc đẻ luôn, là em nghén không ăn được gì luôn. Mà em vốn dĩ em đã không ăn thịt rồi, từ xưa em không ăn thịt, em cũng không ăn cơm. Mỗi ngày cứ sáng chồng em trước khi đi làm cứ lấy cho em một ly nước để kế bên đó, rồi cắt trái táo, rồi có nhạc, có kiwi hay có cái gì đó cứ để sẵn đó, là em còn buồn ngủ cái máy cứ mở mắt ra tỉnh cái là cứ bỏ vô miệng, ăn xong uống viên thuốc cấp cho bầu á, rồi xong rồi cứ đi tập thể dục, cứ vòng vòng đi tập thể dục rồi đi về. Vậy là không có một chút gì protein hết. Dạ. Có nước cái cây, với lại cái trái cây rồi sometimes ăn súp thôi. Còn em không thích ăn thịt lâu lắm. Cái đi bác sĩ có khuyên ăn thịt thì chồng nói em nên ăn một tí thịt. Thì em cũng đi ăn một tí thịt cho có ăn thôi, chứ còn ra không có ăn. Bây giờ mình phải nói tới ngày đi sinh. Tại vì ai cũng có một cái kỷ niệm là đi sinh hết á. Em là
quá trời mà em sợ lắm luôn á. Em bị phụ nữ á, thì bên Việt Nam mình nó khoảng 6 tháng á, là mình bị ngứa bụng đúng không mà. Còn bên này á, bị ngứa một tí á, em bị ngứa cái em vô hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là em có axit, có cái viên sỏi nhỏ trong bụng em thì nó tạo ra chất axit thì nó tấn công em bé. Em bắt buộc phải cho con phải ra sớm. Và trước đó đúng 37 tuần là phải vô bệnh viện và nằm ở trong đó và đợi. Sau đó là bác sĩ mới kích cho em sinh bé ra mà em sinh thường. Nhưng mà nó có dấu hiệu gì để cho mình biết là mình đi sinh? Dạ không, không có dấu hiệu gì hết á. Đứa đầu tiên là em không hề biết dấu hiệu để đi. Ủa, tại vì theo như chị biết á là khi mà tiêm cái thuốc đó đó thì mình sẽ bị có những cái cơn gò. Dạ đúng rồi, thì để mà tiêm thuốc lúc tiêm thuốc đó thì mới có dấu hiệu là mình đau đẻ thôi, chứ thật ra không có đau đẻ. Cứ mỗi lần mà bác sĩ nói chứ ok nếu mà mày đau mà chịu không được thì mày phải tiêm cái thuốc vô trong lưng mình đó chị. Gây tê mà nó nói là chỉ được limit là 3 ống thôi nha, là mức độ cao nhất là lên ống thứ 3 thôi. Em đau quá, có thể em đau cái anh bơm cho em. Trời, vậy là tiêm tổng cộng mấy ống? 3 ống xài 3 hết. 3 ống xài hết. Trời ơi, người em sưng phù luôn. Người em toàn nước không thôi. Em nằm mà giống như là họ cứ thay cái nước tiểu của chị quá trời nhiều. Họ nói trời nước đâu trong người mà nhiều vậy. Tại tao mang bầu tao chỉ uống nước thôi. Nhưng mà khi mà đẻ sớm hơn như vậy 37 tuần thì đứa nhỏ ra đời thì yếu không? Dạ không đủ ký, bé chỉ có 5 phao 7 ao. Em hai đứa nào cũng vậy, bé sau cũng vậy, bé sau có 5 phao 4 ao. Em sợ nhất là đứa sau, còn đứa đầu tiên thì đúng ngày đi sinh thì vô bệnh viện nằm thôi. Còn đứa sau là hai vợ chồng không biết gì luôn, có nghĩa là giống như là đứa con đầu lòng vậy đó. Em đi làm về thì em hơi cảm giác nó hơi đau, giống như nó cái cơn nó đau có một tí xíu, giống như nó rền một cái vậy đó, nhưng bé đạp vậy đó. Em cứ đi ra đi vô nhà vệ sinh đó tới 2-3 giờ sáng, em feel được cái đầu con tới tầm 3 giờ mấy 4 giờ đó, em feel được cái đầu của con em. Và em nói chồng em la lên, chồng ơi hình như em cảm nhận được con rồi. Cái chồng nói không em ơi, chắc em đi em đau bị em đau cầu đó. Nói không, em cảm nhận được con mà. Em mới vừa nói thôi thì em thấy máu nó nhỏ xuống và vừa đứng lên thì nước nó vỡ ra. Trời ơi, hai vợ chồng biếu chồng em lật đật, giờ anh làm gì, giờ anh làm gì. Nói trời, anh phải đi thay đồ liền, nhanh lên anh chở em đi. Lấy cứ biếu chị, cứ quần cáo mà không có kịp bận, cứ không có sự chuẩn bị luôn, không có tư tưởng, không có nghĩ là đẻ liền. Mà em cũng không nghĩ em đẻ liền như vậy nữa, tại mới sáng em đi bác sĩ mà tới về khuya là em đẻ rồi. Vừa khóc vừa la mà vừa sợ không biết con có bị cái gì trong đó hay không. Thì trên đường vô bệnh viện thì em kéo chồng em la em ngắt em có. Bác sĩ em vừa tới bận cái áo vô kêu là ok chuẩn bị đẻ nha con. Nói dạ chú khao, bác khao 3 tiếng là con đẻ nha. Nói dạ dạ. Vừa khao tới tiếng thứ 3 là em lọt ra, cái là bác sĩ kéo được cái đầu con á. Rồi bác sĩ nói con có muốn kéo con ra không, thì em chạy em kéo con em ra luôn. Ủa là lúc đó không đau hay sao mà kéo tỉnh bơ vậy? Còn cảm giác đau luôn chị, có nghĩa là mình đã vượt qua cái level mà đau nhất rồi. Giờ chị muốn rặn cho nó ra thôi. Nhưng mà cái cảm giác mà con mình đang nhỏ vậy mà mình cầm kéo mình cũng sợ ha. Không phải, chị không có thể tưởng tượng là vậy. Tại vì cái bầu nó đang như vậy đúng không? Mà cái bụng em không có bự. À, tại vì bé bé thiếu dinh dưỡng, cứ kéo vậy em kéo ra thôi. Em có sợ không? Dạ. Dạ không có sợ. Tự nhiên em không biết lúc đó động lực, em không có cảm giác sợ gì luôn. Con nó nhỏ quá mà đứa sau thì là em cảm giác như tình thương nó nhiều hơn luôn á. Có nghĩa là tại vì em trực tiếp nắm con ra rồi, dạ rồi bú con nó bú em trực tiếp á. Em cảm giác là em cưng nó hơn một tí thôi chứ. Rồi em kéo bé ra rồi mọi sự là chồng em tới cắt dây rốn rồi xong. Rồi lúc đó chồng em đứng gọi điện thoại FaceTime ở Việt Nam. Rồi em cũng nói chuyện với mẹ em, rồi mẹ cũng nhìn thấy. Trời ơi, ảnh cũng bình tĩnh vậy luôn. Dạ chồng rất là bình tĩnh luôn. Tại vì có những người chồng là người ta không bình tĩnh khi mà cầm cái một cái cây kéo mà để cắt cái dây rốn, biết là cái dây đó sẽ bỏ. Sợ con đau. Vẫn sợ con đau. Chồng em cắt hết. Ở bên đây á, tại sao cái lý do mà vừa mới sanh em bé xong thì nó sẽ không tắm em bé luôn? Đúng rồi, nó không tắm. Vẫn còn những cái vôi ở trên người cho giữ hết cả một ngày luôn. Chăm thì như thế nào? Em hả, lúc đó em không biết nữa chị ơi, em nửa mê nửa tỉnh. Mà con em là vừa sinh xong một cái là đẩy gấp qua bên NICU liền, tại vì con em không thở được. Con chị là sinh ở tuần thứ 35 em, mà là hai bé sinh đôi. Bé sinh đôi. Cho nên là nhỏ lắm, một bé có 1kg 9 với lại bé 2kg 3. Nhỏ lắm. Cái đứa 1kg 9 là đáng lẽ là chết đó chị. Đó, nó bị truyền máu song thai. Cho nên là đẩy đi liền thì em cũng không biết như thế nào nữa. Còn em thì đứa sau tới 2 ngày họ mới tắm. Đúng rồi. Tại vì cái đó là cái mà nó bám và nó nói chung là nó nuôi đứa nhỏ được. Đúng rồi. Bây giờ đứa nhỏ 4 tuổi mấy đúng không? Bé gái và bé sau. Dạ. Mới 11 tháng tuổi. Tháng sau là sinh nhật bé. Ta đã cách nhau 4 năm. Dạ đúng rồi. Thì chăm con hơi khó. Vậy thì có bí quyết gì chăm con không? Chồng em có bí quyết chứ em chẳng có bí quyết gì hết. Rồi chị ơi, mời ông bố em xuống chú Mỹ vô. Em chỉ có bí quyết là cho con bú thôi. Em chỉ muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Em không có muốn là dùng sữa bên ngoài. Vậy là tổng cái thời gian mà nuôi con bằng sữa mẹ là bao nhiêu lâu?
Nếu mà đứa này được em muốn hơn 1 tuổi, mà tại vì bên này khuyến cáo là 1 tuổi là nên cho bé uống sữa tươi ở ngoài. Đúng rồi. Dạ. Mà em đang cố gắng để tập bé bú bình lại. Bé từ lúc mà bé về Việt Nam, bé mới về Việt Nam qua, bé lại quên cái bú bình đi. Yeah. Bé rồi bú mẹ thôi. Thực ra thì ở bên Việt Nam á, thì là chiều hướng là cho con sữa mẹ. Dạ. Giờ bên đây á thì ngược lại là uống sữa ngoài. Dạ. Mà sữa ngoài nhưng mà không phải là sữa bột luôn nha. Sữa bò, sữa tươi. Sữa tươi luôn. Ừ. Hoàn toàn không bắt buộc dạ, đúng phải đúng như vậy. Chứ không là phải sữa bột mà mình khuấy khuấy rồi mình pha vô cái bình. Dạ, mà rồi. Bắt buộc là phải uống bằng cái cốc. Dạ, chứ không được uống bằng cái nước bột. Đúng rồi, vậy nó bị hô ấy, bị hư cái răng á. Nó bị hư răng. Cho nên là cũng hơi khác ha. Dạ, hơi khác, hai đứa khác. Một đứa thì là bú mẹ hoàn toàn, một đứa thì không thèm bú mẹ, chỉ muốn bú bình bằng sữa mẹ thôi. Mà đứa đầu tiên là chị đổi sữa nó cũng không biết luôn. Nó dễ lắm. Siêu dễ. Dạ, em về Việt Nam mà em không có mang sữa bị về hết nhiều á, thì chuyển qua cái gói sữa Việt Nam mình thì không có sữa tươi, thì em mua cái sữa tươi đóng gói á. Bé cũng uống, cái gì nó cũng uống hết á. Có khi nào mà cái dòng sữa nó bị tắc không? Có chị, có thời gian đầu, tại vì con lúc mà đẻ ra nó không có bú mình á, thì lúc đó sữa mình cũng chưa về. Mà em cứ bơm á, thường người ta nói bơm khuyến cáo bơm chừng khoảng 15 phút thôi, mà em bơm khi nửa tiếng không ra giọt nào luôn. Rồi nó cứ nổi mà em phải bị sốt á, về nhà bị hành sốt, mà chồng em phải đập trên mạng, chồng em thì đọc hết. Em chỉ có việc là sinh con và cho con bú thôi, còn mọi thứ chồng lo. Thấy tả luôn. Đứa đầu tiên là em đâu có dám ẵm bế đâu, không dám cho bú luôn, có mọi thứ là chồng em lo hết. Em sợ con em luôn á, có nghĩa là em nhìn nó đỏ quá đó chị. Ờ thế mỏng manh quá. Dạ, đúng rồi, tại sinh non nó nhỏ lắm chị, là phải nằm trong phòng NICU. Ờ không, bé bị cũng nằm với em nhưng mà bị vàng da, để soi trong máy rồi. À bỏ vô cái lồng. Mà cả hai bé đều vất vả vậy. Không, bé đầu tiên thì bị mà đứa bé thứ hai thì đỡ hơn, tại em có kinh nghiệm là bị vàng da hơn. Em không biết là nghe nói là cứ thấy nắng, ánh nắng chiếu cái để bé ở ngoài tí cho nó có hấp thụ ánh nắng á. Không, tính ra cũng không vất vả lắm chị. Không vất vả. Mẹ chồng hết chứ. Nên mà em mỗi lần mà chồng ngay tới thời điểm này, mỗi lần mà nửa đêm chồng đang ngủ cái anh ơi, thầy tả con, cái em dạy cái biểu sau chồng nói chứ, ủa em sao em thầy tả con em cứ chấm như nó gì có, bây giờ anh cứ nói, anh nhớ anh nói gì với em không? Vậy lợi thế chồng dòng bảo okay. Luôn. Chơi cũng vậy, nó đang chơi Huy đang chơi Huy uống, đang nói chuyện bạn bè với anh ơi thầy tả cho con nha, con ỉ nha, ok đi vô làm xong thay xong đưa lại cho em. Nhưng mà chăm sóc đứa nhỏ nó rất là cực, tại vì đứa nhỏ hay khóc nửa đêm. Dạ đúng rồi. Và cái độ ngủ với lại cái độ thức ấy nó liên tục dạ, đúng vậy. Nhưng mà ảnh làm hết luôn. Ảnh làm hết. Em chỉ có việc đứa đầu tiên em cứ việc cứ 3-4 tiếng em dậy em bơm sữa, em bơm xong để đó. Tới lúc mà con mà thức dậy thì ảnh nó dậy cho con bú. Nhưng mà hai người cùng chăm con như vậy thì có khi nào mà gây nhau không? Có, đứa đầu em gây nhiều lắm chị. Có nhiều hầu như là gây nhau về cái vụ mà cho con uống thuốc á. Là bất đồng quan điểm hả? Dạ, giống như là bé lúc mà em nhớ Mia bị một lần là bị sốt rồi do nó mọc răng, với lại lúc đó em lì lắm, mới có 2 tháng em cho con đi bấm lỗ tai, vừa chích cái mũi cua mũi 2 tháng á, em cho bé đi chích lỗ tai liền thì bé hơi bị sốt. Giống như bác sĩ nó tới nhiệt độ đó mới được cho uống thuốc, chồng em thì sợ cho uống trước. Nhiều lúc hết rồi cũng cho uống nữa, em nói anh ơi không có được cho con uống vậy, giống như uống thuốc vậy không có tốt cho con. Thì chồng nói thôi con còn sốt phải cho con uống, em nói không được, cãi nhau vấn đề đó. Rồi thơm tham thì em ngược lại, con mới vừa sốt hơi sốt sốt, em nói anh ơi cho con uống thuốc đi. Trời chồng em lại ngược lại. Không bình ổn rồi. Không bình ổn. Có nghĩa là em làm theo cảm hứng của em. Em không. Thấy ok được là em cho uống. Không, thực ra cái thuốc bỏ vô người là quan trọng lắm. Dạ, mình phải có một cái nhiệt độ. Cái này là kinh nghiệm của chị luôn. Là bác sĩ của mấy đứa nhỏ. Dạ. Riêng á là đều nói là phải đúng cái nhiệt độ đó mới được uống. Dạ đúng rồi. Còn lại khi mà nó dưới cái nhiệt độ đó đó là để các bé nó tự sức đề kháng. Dạ đúng rồi. Cùng cái đó là cái hỗ trợ bằng cách mình lau người. Đúng rồi. Những cái nơi còn đỉnh điểm là đợt trước em về Tết đó chị. Bên Việt Nam chị biết mà lúc mà tầm 30 Tết là cái bệnh dịch COVID nó bùng ra đó. Thì lúc đó bé em mới về Việt Nam khoảng 2 ngày thôi. Và tối 30 bắt đầu hai đứa con đều sốt luôn. Trời ơi em sợ quá, sợ không biết làm sao bây giờ. Chồng em nói chứ chắc không phải là do bị COVID đâu, tại ở trong nhà thôi. Hai vợ chồng lo lắm, chị không biết làm sao. Kêu là đi mua bên Việt Nam có miếng dán á, rồi dán, vừa dán rồi vừa lau cho con, rồi uống thuốc nữa. Mà kéo dài tới 3-4 ngày sau mới hết. Dạ thôi cũng may mắn là qua rồi. Dạ cũng may mắn là lúc qua lại, còn qua lại thì qua lên đi cái sân bay của Hàn Quốc thì nó cũng đang bùng dịch đó nữa. Trời ơi, qua cứ hai chồng đi cứ nơm lớp lo sợ cho hai đứa nhỏ. Mình thì sao cũng được, mà quan trọng con nó còn nhỏ á. Nên cứ nghĩ, nhiều lúc nghĩ chứ sao mình bạo dạn quá, mình lại đi về Việt Nam vào thời điểm đó và mình đi qua lại như vậy. We'll be right back.
là sức khỏe bây giờ của em, em có thấy khác cái lúc mà em chưa có sanh hai đứa nhỏ? Khác, đứa đầu tiên đã thấy khác rồi, là em cảm giác em yếu hơn, cái răng em nó không có được cứng, rồi, giống như không được chắc. Năm giờ chiều, 6 giờ chiều cơn gió thổi qua là ê, hết người em bị ê răng rồi ăn. Lúc trước em còn ăn những cái đồ cứng được, bây giờ em ăn không được, nó cảm giác đau lắm, rồi em bị đau lưng. Là do cái mũi tim. Vậy là chị với em phải đi tìm, phải đi tìm những cái bà mẹ khác để mình tìm hiểu là tại sao mà bị như vậy. Bé đầu á em bị tự kỷ á, bị stress á, trầm cảm hay tự kỷ? Tự, giống như tự kỷ vậy đó, là em không muốn ai đụng con mình hết á. Em tự thắt khe hết, chỉ có vậy là trầm cảm. Ôi trầm cảm mà. Có thể là giống như trầm cảm mà từ cái trầm cảm mà giống như mình chỉ muốn cô mình lại. Dạ, đúng rồi, trong cô cái nhiều loại trầm cảm lắm chị. Đúng rồi, chỉ có muốn giữ con mình thôi, không muốn cho đụng ngay cả bà nội luôn, em không có cho đụng tới luôn. Mà sao em biết là mình đang bị biểu hiện đó? Tại vì bình thường em là người rất là năng động, giống như em thích giao lưu nói chuyện gì đó, mà em từ lúc có bầu á, có bầu cũng vậy, em không nói chuyện tiếp xúc với ai, chỉ ngoài chồng em ra thôi. Ngay cả nên mẹ chồng mới sợ, mới nói trời không biết là con có bị cái gì không mà sao. Hay là mẹ có làm cái gì để cho con rồi, phải như vậy. Mà cái mặt em lúc nào cũng ủ rũ gì đó, không có nói chuyện với ai hết trơn á chị. Sao em không đi khám bác sĩ? Thời gian đó em không có biết chị, không có biết biểu hiện đó là của em là bị bệnh. Sau này khi mà bé được 1 tuổi em về Việt Nam em quay lại thì em mới ngồi ngẩn ra thật ra là mình bị bệnh rồi. Em đọc trên mạng em thấy mới phát hiện là mình bị bệnh. Vậy là bây giờ chị mới thấy được những cái dấu hiệu của các bà mẹ sau khi sanh nhau. Và cái chung cái khác á là cái level thôi. Mỗi người một cái độ khác nhau, nhưng mà chung với nhau á đều là một cái sự trầm cảm nặng. Lúc nào cũng buồn. Cái buồn nó rất là nhiều mà cái vui cũng không có, như là bất chợt có. Dạ đúng rồi. Tự nhiên em đang nằm vậy đó, em nhìn ra cửa sổ cũng khóc. Trời ơi, gì đó. Nhìn ra cửa sổ buồn hết vậy chị? Không, tại vì ở đây nhiều cửa sổ lắm em. cái vấn đề không phải nhà. Đúng rồi, cái view nó nhìn ra nó buồn. Đặc biệt nha. Cái này chị cũng phải tám luôn mới được. Tại vì á view ở đây á hầu như nhà nào cũng là cửa sổ, quanh à. Cửa sổ rất là to quanh, nữa. Bao quanh. Cho nên ở Việt Nam thì mọi người cũng thấy rồi. Nhà người nào cũng khích khích vậy nè. Nó khích khích thì lại bên này buổi tối nó im lặng á. Nhìn ra trời ơi, tự nhiên cái cần như là mùa đông hả? Rồi chứ còn gió đung đưa một cái thôi là em khóc, mà em đang khóc nha, đang bực mình, đang khóc nhìn qua chồng đang gáy khò khò. Dỗ chồng tức tức mình khóc hơn đó chị, mà lúc đó là nhiều lúc mình nghĩ thôi tức vậy để chồng ngủ đi mai cũng có sức đi làm. Mà nhiều lúc em kìm lại, chắc em nghĩ cho cái kìm mà mình tức mình giận mình không nói ra, mình kìm lên rút làm cho mình có áp lực nặng hơn. Nhưng mà sau đó em có phải có cái phương cái biện pháp nào ra cái điều đó ra được? Chắc em đi làm, em dâu của em qua chơi mới nói thôi chị ơi chị đi làm đi, ở nhà chị buồn lắm. Thế đó em đi làm thì lúc đó em tiếp xúc và em nói chuyện đó, thì lúc đó em đỡ hơn. Là hết thời gian để buồn á? Dạ đúng rồi, hết thời gian. Nhưng mà để buồn. Bao lâu? Bao lâu thì mình ngắt đi cái sự trầm cảm đó? Cũng gần 1 năm á, tại vì bé 1 tuổi túc. Bé em về Việt Nam là tầm bé lúc 11 tháng tuổi. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tại vì khi mà em trầm cảm như vậy á, thì em mang cái nỗi buồn em giữ nó một mình đó thôi. Mình truyền cái nguồn năng lượng xấu đến con mình á. Vì khi mà em nói là em cho con uống bằng sữa, nguồn sữa mẹ đúng không? Thì cái tâm lý của mình như thế nào á, thì nó qua cái nguồn sữa mẹ đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ nó sẽ không còn vui nữa. Nhưng mà em đã vượt qua được cái đó thì chị mừng. Dạ. Nhưng mà cái đứa thứ hai, đứa em thứ hai có bị trầm cảm lại không? Đứa thứ hai em không có thời gian để trầm cảm luôn. Dạ, lúc hai đứa. Dạ, lúc đó em đi làm xong nữa. Rồi đi làm mà mấy 3 tháng đầu em bị nghén, ói ra tới máu luôn á. Sợ quá khóc. Anh ơi em ói ra máu, kêu chồng đang đi làm, anh ơi chở em về liền, em không muốn ở đây, em phải đi bác sĩ. Thì chồng nói là gọi điện cho bác sĩ, nói là tại do em ói nhiều chai quá. Cổ. Dạ bị chai cổ. Ó như vậy, trước đó là tụi em cố gắng để có bầu đứa thứ hai, em khó có con. Em không có kiên cử gì luôn á, từ lúc mà sinh bé đầu là tới lúc bé thứ hai là em không kiên cử mà đi bác sĩ rồi cũng không có được. Em không hiểu lý do tại sao, do cơ thể của mình. Em đi check up rồi đi bác sĩ đông y, tây y đi hết luôn. Có thời gian nản quá, nó không biết sao giờ không có thì thôi. Có một cô khách hàng của em á, cô nói là mày cứ thử dùng cái thuốc uống này đi rồi tao có dùng qua, tao cũng giống như mày vậy đó, tao cũng trai có con mà hơn 2 năm tao không có. Thì si uống si có thì em nói ok đi em thử, thì em uống được gần 2 hộp á thì em có. Tháng thứ 6 em về Việt Nam, em qua lại gần 7 tháng thì lúc đó cái bụng em cũng chưa có lớn. Ngay em đi máy bay mấy cô nhân viên máy bay không có biết em có bầu luôn. Chứ 7 tháng hình như là người ta khuyến cáo không nên đi phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó em nói dối. Sợ. Chỉ có gần tầm 7 tháng thôi chứ không dám nói là 7 tháng. Đúng rồi, khi mà càng lên cao như vậy á, cái áp suất dạ, đúng nó rồi. Sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Mà thậm chí là người mẹ là cái người mà gánh nặng chịu nhiều nhất. Dạ, tại vì nghẹt thở rồi ảnh hưởng cả đứa nhỏ luôn. Rồi quan niệm dạy con như thế nào?
Tụi em dạy con với quan điểm có nghĩa là để cho con tự lớn, không có gọi là gò bó, không ôm ấp con, có nghĩa là con té thì để cho con tự đứng dậy. Rồi đi ra chỗ khác, đi ra bạc chơi á, thì em để cho con chạy nô đùa vậy đó. Khi nào mà con cần tới em thì em mới tới thôi, chứ không có bắt con phải là con không có được tới chỗ này dơ nha con. Em không có như vậy. Nhưng mà em đang sống với lại ba mẹ chồng. Mà ba mẹ chồng dạ, là... Em chỉ sống mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Thì cái thế hệ nó khác nhau. Giống như là cái sự họ thương cháu á, nó sẽ bị... Dạ đúng rồi, nhiều hơn khác. Và khi mà em mà cứ để cho con em tự té như vậy, tự vậy á, thì cái sự khó chịu của bà rất là lớn. Dạ, không như lúc mẹ em để đứa sau ở trên lầu á, em chạy xuống, cứ để bé nằm trên giường đó. Dạ. Tại vì chắc là do bé té nhiều nên bé quen hay sao. Trời ơi. Mà tại sao để cho đứa nhỏ té? Không, tại vì nhiều lúc nó ngủ á chị, em cứ quen, cứ thấy nó ngủ rồi thì nghĩ là nó sẽ không có té. Cái lần á, nó ngủ thì nó tự nó rớt. Làm mấy cái rào lên. Không được đâu, cái đó là không có được. Nguy hiểm nè, em biết, nhưng mà nhiều lúc em thờ á, cái mẹ nói thôi con chạy lên với con để té, tội nghiệp con. Mà bố đừng có chủ quan vậy nha. Dạ. Tại vì nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Dạ, đúng. Bây giờ bé gái cũng 4 tuổi rồi, là cái sự hiểu biết nó rất là nhiều. Nhiều lắm chị ơi, sáng nay mới đi ra thôi. Mẹ ơi, con thích mẹ trang điểm vậy nè. Mẹ, tại em không có thích make up. Em nail vào make up, chỉ có hôm nay đi make up. 4 tuổi thôi hả, mà nói tới cái chuyện make up đó. Dạ, nói mẹ ơi, mẹ đẹp quá, con thích lipstick của mẹ, rồi con thích đôi giày của mẹ nữa. Chị à, con em chưa 4 tuổi thì đã vậy rồi. Em thay đồ xong chưa, ôi mẹ đẹp quá. Rồi em cột tóc đó, mẹ đừng cột tóc, mẹ xõa tóc ra đi, con không thích mẹ cột tóc. Em không hiểu tại sao bây giờ con nít những cái độ tuổi nó nói tự nó nói nhỏ vậy, không ai dạy nó luôn. Nhiều luôn con gái. Nhưng mà như vậy rất là nguy hiểm. Thì cái quan niệm em với lại chồng em sẽ dạy con như thế nào? Tại dạ, vì mấy bé này bị lớn, gọi là lớn trước tuổi. Em nghĩ là nguy hiểm. Cái độ cảm thụ của nó nhiều thôi, và nó nhạy cảm. Nó nhạy cảm đó. Nó nhạy cảm. Không, mình không cần dạy mà nó tự absorb. Nhưng mà em con trai vẫn đỡ. Và bây giờ chị với lại bé cũng có hai đứa con gái đúng không? Dạ. Mà nói chuyện make up như vậy thì cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn. Tại vì một ngày nào đó, tại vì ngày nào đó tự nhiên lén mẹ make up. Có chị, bé có lấy cái son riêng của bé, son dưỡng của bé. Bé nói này của con nha, mẹ không được đụng nghe không. Ok, mẹ không có đụng đâu. Dạy dỗ thì là anh là cái người chịu trách nhiệm nhiều hay là em? Hay cả là hai, cả hai luôn. Hai chồng em quy định là chồng em sẽ đóng vai ác và em đóng vai hiền. Có nghĩa là khi mà chồng đánh con thì em sẽ là người dịu con lại, hồn hết phần người khác luôn chị mà. Ơi thật sự từ mà đầu rốt cuộc chị, mà rốt cuộc là chồng em la con không sợ, chỉ có sợ mỗi mình em thôi. Mỗi lần mà em nói một tiếng như là nó cứ sợ em thôi. Bé lớn của em nó nói chuyện vậy là ba không được nói chuyện lớn tiếng với con, vậy phải nói chuyện nhỏ nhẹ con mới nghe. Rồi vậy luôn. Rồi nhiều khi nó bắt bài được á chị. Dạ, nó bắt bài được. Ba thương đúng không? Dạ đúng chứ rồi, nó bắt bài được, nên giờ rốt cuộc là em là người đóng vai ác và chồng em đóng vai hiền. Nhưng mà bây giờ là bé, các bé đều cảm bé lớn á là cảm nhận được về ông bà nội nhiều. Dạ. Vậy thì em có dành cái khoảng thời gian để cho ông bà ngoại, tại vì thiệt thòi nhất vẫn là ông bà ngoại ở Việt Nam. Tiếp xúc á, tại bởi nên hàng cứ mỗi năm em cố gắng cho bé về Việt Nam và em cả gia đình em về theo luôn. Nhưng mà khi mà về như vậy thì cái sinh hoạt nó rất là khác, tại vì mấy đứa nhỏ nó sẽ giống như nó quen ở đây rồi, nó không có chịu cái bên em kia. Không biết tại sao con em rất là dễ chị ơi, và ẩm về nó cứ tiếp xúc bình thường chị, giống như là kiểu là nó là sinh ra bên Việt Nam vậy đó, nó không chị có lạ gì hết. Sức đề kháng cũng tốt, sinh non mà sức đề kháng tốt là đỡ lắm. Mà ý là bé bị eczema đó chị, em phải cầm thêm cái ống thuốc mà dự trữ mà lúc mà cần thiết là phải chích cho bé. Dạ, mà con chị cũng vậy luôn nên không có sử dụng tới luôn, nên ba đờ, nhưng mà tới 1 tuổi thì bé lại hết. Rồi bây giờ hai đứa nhỏ vậy á, thì có định là cho đi vô trường học không? Nhất là bé lớn, bé 4 tuổi. Bé lớn cứ ngày nào ngủ dậy sáng ngủ dậy, mẹ ơi con cao rồi con đi học được không? Rồi có hai vợ chồng có đồng lòng cho đi học có không? Đi học, bây giờ trường đóng cửa, nó là đi qua lại sẽ đăng ký cho bé đi học. Mà rốt cuộc là đâu có đăng ký được đâu, đóng cửa rồi. Nói con ơi con đợi đi nha, trường mở cửa là con đi học nha. Mà bé có tự học với chị, bé tự học rất là nhanh. Bé học trên YouTube đó chị. Bé khao từ lúc bé 2 tuổi, 3 tuổi là bé đã đếm số được, và bé đã phân biệt được màu, và bé đọc được 24 chữ cái rồi. Bé nhận diện được. Và tới bây giờ thì bé tự đọc cộng trừ 1 cộng 1 bằng mấy là bé tự tính được. Và bé học xen kỹ với tiếng Việt và tiếng Anh. Tại mới đây lúc về Việt Nam thì bé mới học, bắt đầu tiếng học tiếng Việt rõ hơn. Nó tự học, nó tự múa ba lê, nó nói em hỏi ai dạy con vậy, nói thầy con dạy con ở trên mạng. Thì bây giờ con chị cũng vậy á, mua cái iPad xong rồi bấm ngay đúng cái bài đó, đúng rồi, xong rồi múa theo, múa nhảy theo. Thật ra con gái cũng dễ thương ha. Còn luyện thanh nhạc đồ rê mi pha son la. Rồi bây giờ cả thời gian ảnh dành cho con như vậy á thì còn
dành tình cảm cho em nữa không? Dạ còn. Vậy á, thấy Quyền lắm là biết còn rồi đó chị. Rồi có thay đổi về cái chuyện có chị, giống như là phụ nữ mình sinh xong mình cái độ ham, cái độ mà ham muốn mình nó, em cảm thấy nó giảm đi luôn á. Tại sao em cảm? Em không biết nữa, em lười á. Ủa kỳ vậy? Em đâu có chăm con, em đâu có em không biết luôn. Em rất là lười luôn, em cứ nằm thôi đó, cứ nghĩ là em cứ cầm cái phone rồi em coi phim, em làm anything mà em cứ lười, giống như là chồng về cứ em mệt nha, lấy lý do đó em mệt nha. Mà cái đó là rất là nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Thật sự là tại vì khi mà người vợ mà như vậy á, là người chồng sẽ phát sinh một cái gì đó nó hơi xấu thì sao? Dạ. Em không lo, em không sợ hả? Em nói với chồng em chứ, anh ơi, giờ anh mà thả ra em chắc em không sợ, không hỏi sao? Tại anh xấu quá đi, không ai thích anh đâu. Trời ơi, có xấu chồng. Không nha, em không sợ là mấy ta đó em. Không, em không hề sợ. Chị chưa biết chồng em mà đi lúc mà mang thai hai đứa luôn. Đứa đầu tiên nó đi xét nghiệm để đi siêu âm để biết cha hai gái. Chồng em vô phán bác sĩ một câu rồi: tao không quan trọng cha hai gái, tao chỉ có quan trọng là con tao có giống lỗ mũi tao không thôi. Tao chỉ mong nó đừng giống lỗ mũi tao thôi. Vì cánh mũi của chồng em rất là bự. Vậy là cuối cùng có giống không? Giống y chang. Rồi. Thường người ta nói là con gái là giống cha. À đúng rồi, đúng rồi. Con gái giống hai đứa giống y chang vậy. Mà đứa đầu tiên lớn lên thì nó nghiêng về em một tí, nó ít giống cha nhưng mà cái mũi vẫn còn giống cha. Rồi cảm ơn em đã chia sẻ với lại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Thì qua chương trình này em có muốn nhắn gửi gì đến thứ nhất chắc là dành cho ba mẹ trước đi. Đầu tiên cho ba mẹ. Thì hôm nay nhân dịp chương trình thì em muốn nói lời cảm ơn với mẹ chồng em và ba mẹ em đã cũng như là đã bao bọc và che chở cho em trong suốt thời gian mà nuôi em rồi tới lớn khi em có gia đình vẫn còn bao bọc em. Và cảm ơn mẹ đã dành hết thời gian để chăm cháu và giúp đỡ em trong việc nhà. Còn riêng chồng em thì em không biết nói gì hết, tại vì chồng em là quá quá tốt với em rồi. Chỉ có một cái là chồng ơi, chồng bớt nóng tính lại thôi. Tại vì nhiều lúc chồng nóng tính với em mới nói: anh ơi, anh nóng tính như là gia đình mất hạnh phúc nha. Vậy là chị hy vọng là qua chương trình này anh xem và cũng như là ba mẹ em xem thì sẽ thương em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Dạ em cảm ơn. Chương trình cũng xin cảm ơn và tặng cho em món quà, đó là gừng đen đến từ Nhật Bản. Nó sẽ giúp cho em là thứ nhất là chống được trong cái mùa flu của mình. Rồi cái thứ hai á là sẽ tái tạo được cái làn da của mình, nhất là phụ nữ sau khi sanh á. Em cảm ơn chị Kim Hiền, cảm ơn Trâm đã lắng nghe câu chuyện của em, nó lung tung như vậy. không có lung tung đâu, tại vì nhờ em mà chị cũng học hỏi được nhiều điều, đúng không Trâm? Dạ, với lại thấy được là nhiều, giống như thấy được bản thân mình trong đó nữa. Đúng rồi. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho em đến chương trình ngày hôm nay để giao lưu và nói chuyện với các bà mẹ bỉm sữa và cũng học hỏi một phần kinh nghiệm để bù đắp vào những cái gì thiếu sót của mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa.